Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng ngày mới an lành và nhiều sức khỏe nha. Rồi thì hai chiếc xe mà anh chị đang xem trên màn hình đây chính là hai chiếc xe Vision 2024. Xe này là phiên bản cổ điển nha anh chị. Chiếc bên trái màn hình là chiếc màu vàng đen bạc, còn chiếc bên phải màn hình là màu xanh đen bạc nha. Thì hai con xe này là hai cái màu mới của Vision 2024. Ngày hôm nay thì Nam sẽ quay cho anh chị xem hai cái màu này và cập nhật luôn giá bán ha. Anh chị nào đang quan tâm Vision 2024 thì cùng tham khảo nha. Rồi, thật ra Nam gọi 2024 là để cho anh chị phân biệt cái màu mới này với những cái màu hiện tại của Vision 2023 thôi. Nhưng thực chất đã sản xuất vẫn là 2023 nha anh chị. Thì hai chiếc xe này vừa lạ mà vừa quen. Lạ là gì? Lạ là do hai cái màu này mới. Honda vừa phối ra hai cái màu mới của dòng xe Vision. Quen là gì? Quen là hai chiếc xe này thực chất tiền thân của nó là chiếc màu xám xi măng anh chị. Đó. Đó là bản thể thao á. Thì về thiết kế nè, về công nghệ nè là không có gì khác biệt giữa cái xe này với cái xe xám xi măng nha anh chị. Nó chỉ khác con cái là cách phối màu mới thôi. Đó. Thì đầu tiên em sẽ quay cho anh chị xem hai cái màu này trước ha, rồi sau đó sẽ cập nhật giá bán. Thì nó phối lại cái màu mới thôi, màu này thực tế bên ngoài á, thì có khách hàng gọi là giống như màu da nè, cũng có khách hàng gọi là màu hột gà anh chị, nhưng mà trong giấy nó để là vàng đen bạc nha anh chị. Đây mặt nó nhỏ chỗ này có màu bạc nè, màu này màu bóng hết nha anh chị, màu vàng là màu bóng nha. Vẫn là đèn halogen, đèn pha halogen, đèn định vị dạng led. Xe này chỉ có duy nhất cái đèn định vị led thôi, còn lại là halogen hết nha. Cái màu vàng đó màu bóng, còn cái màu xanh này là màu nhám nha anh chị, lưu ý ha. Về thiết kế là không có gì thay đổi, công nghệ trên bị trên xe cũng không có gì thay đổi luôn. Đây mâm xe này anh chị, mâm trước vẫn là bánh lớn ha, 16 inch ha. Phiên bản này khách hàng hay gọi là bản bánh lớn anh chị, tại vì cái bản tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt thì bánh nhỏ hơn, 14 inch, còn bản này bản bánh lớn ha. Nó thay đổi cái màu sơn từ mâm đen thành mâm bạc nha anh chị, nhìn nó hơi lạ lạ xíu ha. Vẫn là thắng kết hợp ha, thắng trước là thắng đĩa thường, thắng sau là thắng cơ, hay gọi là thắng CBS anh chị, thắng kết hợp đó, nghĩa là bóp thắng sau liên kết thắng trước ha. Vẫn có tem dán nè. Bản này thì cái da yên nó lợp màu nâu nha anh chị, tay dắt phía sau thì sơn màu bạc, vẫn có tem chữ 3D nổi, nhưng mà lần này nó không xi màu đỏ nữa mà nó xi màu đen. Có hai cái tem nè, nó quay cận như cho anh chị xem ha. Nói chung xe này chủ yếu là quay cho anh chị xem cái màu là chính thôi, chứ xe này cũng không biết quay gì nữa, tại vì xe quá quen thuộc rồi. Mâm sau thì 14 inch ha, nhỏ mâm trước vẫn là mâm sơn bạc, thắng sau là thắng cơ. Lốc máy sơn màu đen nhám luôn, công nghệ là công nghệ cũ nha anh chị, USB ha, 2 van. Hy vọng trong tương lai thì Vision sẽ nâng cấp lên 4 van ha. Đặc trưng của Vision là một phuộc nè. Về thiết kế thì vẫn giữ nguyên lại đèn hậu nè, đèn soi biển số phản quang nè. Mâm xe vẫn vậy luôn nha anh chị, mâm cũng không có gì thay đổi ha, nó chỉ thay đổi về cái nước sơn thôi nha. Rồi Nam sẽ quay góc trước cho anh chị dễ thấy cái thiết kế của mâm trước nè. Nó là 5 cây ha, bản bánh lớn 16 inch. Đây. Đó, thay vì cái màu xám xi măng á, cái mâm sơn đen thì qua hai màu này nó sơn là màu bạc. Còn vấn đề thẩm mỹ thì tùy gu ha, anh chị nào thích thì sẽ khen nó đẹp, và anh chị nào không thích thì sẽ nói là nó không đẹp. Mức tiêu hao nhiên liệu đây 1,85 lít trên 100 km nha anh chị, bên này cũng vậy luôn ha. Nó giống nhau hết ha. Rồi em sẽ quay cái phần sau, phần bờ cổ nè. Cái bờ cổ á, thì nó phối cái màu đen sơn bóng nha anh chị. Cả hai đều phối màu đen sơn bóng chỗ bờ cổ nè, giờ ý mẫu khóa đây. Đồng hồ vẫn như cũ ha, điện tử kết hợp với cơ, dừng đèn xanh đèn đỏ, máy tự tắt liên top, những nút bấm cơ bản, khóa thông minh. Đây khóa thông minh, bên trái vẫn có hộp để đồ nha, vẫn có cổng sạc điện thoại USB nè anh chị. Rồi remote thì cũng vậy luôn nha anh chị, remote thì không có gì thay đổi ha, hai nút bấm, hai tính năng mở nguồn on off với lại xác định vị trí xe ở trong bãi xe thôi. Vision không có chống trộm nha anh chị, tất cả các phiên bản hiện tại của Vision là không có tính năng báo động chống trộm ha. Thì cái phiên bản này á, cái trọng lượng xe nó nhẹ hơn phiên bản trước nha anh chị. Trọng lượng chỉ có là 98 kg thôi. Đó, năm sản xuất 2023, thể tích làm việc là 109,5 cm khối. Tên xe nè, nhà máy đặt tại Việt Nam nha anh chị, Vĩnh Phúc ha. Đây, còn màu xanh bên kia đây. Rồi, sẵn tiện em dỡ cái yên xe của hai chiếc lên cho anh chị xem cốp ha. Cốp xe thì vẫn vậy thôi. Bình xăng vẫn đặt dưới yên nha anh chị, dung tích vẫn cũ như cũ luôn, 4,9 lít ha. Cốp này có thể để được hai mũ bảo hiểm lời nửa đầu hoặc là một số vật dụng cơ bản khác. Vẫn được trang bị một cái đồ mở buji và một cái vít ba ke.
Nói chung là nó y xì như là cái phiên bản thể thao hiện tại là màu xám xi măng với màu đen nhám thôi. Nó chỉ khác có một cái là cái màu sơn, phối cái màu sơn mới và đặt cái tên mới là vàng đen bạc và xanh đen bạc của phiên bản cổ điển thôi. Thay vì nó đặt là phiên bản thể thao thì nó sẽ đặt là phiên bản cổ điển anh chị. Đây, em sẽ lia cái máy qua đây cho anh chị xem nè. Nó hiện tại thì cái này là phiên bản thể thao nè. Cái thiết kế nè, mâm 5 cây nè, mâm trước 16 inch, mâm sau 14 inch nè. Hai màu này là phiên bản thể thao đen nhám và xám xi măng. Đó, nó về nó không sơn hai màu này nữa mà nó sơn là hai cái màu mới đó và sơn cái mâm khác luôn. Đó, chỉ có một chiếc xe thôi nha anh chị, nói vậy cho anh chị dễ hiểu mà chỉ có một chiếc xe thôi. Đó, nhưng mà sơn phối màu mới thì đúng ra cái này đúng chất tên gọi của hai xe này gọi là phiên bản màu mới của Vision mới chính xác nha anh chị, chứ không thể gọi là mẫu mới được. Cái này theo ý kiến cá nhân của Nam ha, tại vì mẫu mới là khi mình thay đổi về mẫu mã thiết kế, thay đổi về tính năng công nghệ trang bị trên xe thì mới gọi là mẫu mới được, còn cái này là nó thay đổi màu sơn thôi thì mình sẽ gọi là phiên bản màu mới. Cái này thì theo cá nhân Nam nghĩ vậy nha. Còn hai cái màu này anh chị cảm nhận như thế nào, anh chị hãy cho ý kiến của mình ha, để lại cái comment phía bên dưới nha anh chị. Rồi thì bây giờ Nam sẽ cập nhật giá bán của hai chiếc xe này luôn để cho anh chị dễ tham khảo nha. Thì hôm nay là ngày 21 tây tháng 11 2023 rồi, thì hiện tại chiếc xe Vision phiên bản cổ điển cái màu vàng này bên Nam đang bán ra với mức giá là 38 triệu nha anh chị. Màu vàng 38 triệu ha, màu xanh 39 triệu nha anh chị. Giá xe đã bao gồm VT rồi nhưng mà chưa bao gồm biển số nha anh chị, lưu ý ha. Anh chị đăng ký ở khu vực nào thì chúng ta sẽ nhập thêm cái thế chiếc bạ với cái phí biển số là sẽ ra giá lăn bánh hoàn chỉnh nha anh chị. Và giá xe thì có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm chứ không cố định nha. Anh chị muốn biết giá hai chiếc xe này tại thời điểm anh chị mua như thế nào thì anh chị vui lòng liên hệ Nam trước ha. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam ở khu vực Cao Lãnh của Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở gần khu vực này có nhu cầu mua xe đó thì liên hệ Nam, em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị ha. Còn nếu mà trả góp thì hai chiếc xe này anh chị đưa trước số tiền tầm khoảng 10 triệu được, có thể lên hồ sơ trả góp được nha anh chị. Tầm khoảng 10 triệu được thể lên hồ sơ trả góp được. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân, bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha. Vì nợ xấu thì bên Nam cũng thua luôn nha anh chị. Bên Nam có làm hồ sơ online luôn ha, có nghĩa là anh chị ở nhà cung cấp thông tin cho Nam qua Zalo, Facebook gì đó thì Nam sẽ cho mấy bạn bên công ty tài chính lên hồ sơ. Nếu như hồ sơ duyệt thì chúng ta chỉ việc đến cửa hàng chọn màu rồi nhận xe về thôi. Khỏi đến cửa hàng trước để đỡ mất thời gian di chuyển của anh chị. Còn anh chị nào có thời gian rảnh thì có thể đến trực tiếp cửa hàng làm luôn. Hai màu hoàn toàn mới nha anh chị, màu vàng với màu xanh. Lợp cái da màu nâu, không còn là màu đen nữa. Đó, thì đó là tất cả thông tin về hai chiếc xe này. Anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng Vision 2024 này thì liên hệ Nam ha. Địa chỉ và số điện thoại Nam sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì Nam sẽ phép kết thúc video tại đây nha anh chị. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về dòng xe mới ha, cũng như là về giá xe này, chương trình trả góp, chương trình khuyến mãi. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.